Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THL Slim Center. Tôi là Duy Nguyễn, THL Founder. Đây là chiếc máy Petfly Rear Delt. Tên rất ngắn gọn, rất trừu tượng. Duy xin giải thích. Petfly tức là cơ chế fly, hay cách khác, cái máy này dùng để tập động tác ép ngực Butterfly. Còn Delt, Delt là vai, có delta nè, vai. Delt, vai, rear là động tác giật ngược lại. Hai động tác đối lập trên cùng một chiếc máy. Các bạn cần chú ý đến những cái thông số sau đây. Thứ nhất, cách chỉnh máy. Đây là 4 vị trí để chỉnh. Như đánh dấu số 0, 1, 2, 3. 0 là để tập vai, 1, 2, 3 là để tập ngực. Chúng ta một tay vịn cái này, cái cần của máy kéo chốt xuống, kéo chốt xuống, kéo chốt xuống. Chúng ta di chuyển đến vị trí cần tập. Vị trí 0, 1, 2, 3. Thả chốt ra, thả chốt ra, nó chưa vào, kéo nhẹ một cái, đó, nghe tiếng tách, ok. Bên đây cũng vậy. Vị trí số 2, một tay cầm này, một tay kéo ra, đó, buông ra, chưa vào, chúng ta tì nhẹ nhẹ vào. Vị trí thứ ba, ghế ngồi, chỉnh cho nó phù hợp để làm sao hai tay chúng ta tập thoải mái nhất. Như vậy là tay chúng ta đang cao, chúng ta phải chỉnh cái ghế cao cao hơn một chút xíu. Rồi, đây là vị trí cao nhất của ghế rồi đó. Rồi, tay chúng ta dang rộng thoải mái. Ok, tiếp theo tạ. Cái nút này để chỉnh khối lượng nặng nhẹ thêm cho tạ, còn xuống đây móc vô nặng hơn. Nút này không quan trọng lắm, mà cứ để bình thường đi. Rồi chúng ta chọn số tạ phù hợp. Như vậy chưa vào hết, như vậy mới đúng. Chốt phải sát tạ, chốt phải sát tạ. Tập nhóm cơ vai sau, vai sau là vị trí cơ ở đây nè, vai sau. Tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Chỉnh để tập vị trí ngực. Duy chỉnh mức số 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Các bạn có thể tập cái mức số 3 dễ hơn, còn mức số 1 khó hơn. Giảm nhẹ. Muốn lắm rồi qua này. Ok. Cái chốt tạ đó giúp chúng ta tăng tạ. Tăng tạ trong trường hợp bạn chơi tới đây, bạn chơi tới đây là nó full rồi đó. Hãy đến với hệ thống THL Gym Center để được sử dụng những máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Để có lịch trình phù hợp, các bạn có thể xem giáo trình Duy Nguyễn Gym Phổ tại website tholgymcenter.com.vn hoặc YouTube Thể Hình Online. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, các bạn có thể gọi về số điện thoại 1900 2050. Chúc các bạn có những giây phút tập luyện vui vẻ và hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn.
phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.